Chào mừng quý vị đã đến với bản tin nhanh của CryptoLitVN. Đây là CryptoLitVN và bạn đang nghe tập báo cùng CryptoLit mỗi ngày. Khủng hoảng Coinbase, hiệu ứng sụp đổ domino hay chiêu xén lông cừu của giới siêu giàu? Trong bối cảnh thị trường đang rất căng thẳng vì các bê bối đằng sau sự sụp đổ của Celsius, 3AC cũng như Voyager Digital, thì mới đây sàn giao dịch uy tín nhất thế giới Coinbase đã bị cộng đồng crypto phát hiện một trữ lượng stablecoin rất lớn, chiếm hơn 50% tổng giá trị trên sàn đã bị rút đi. Sự kiện này làm các chuyên gia đầu ngành đang rất lo sợ vì trong bối cảnh hiện tại, bất kỳ ông lớn nào vỡ nợ tiếp theo thì cũng giống như giọt nước tràn ly, sẽ làm cả thị trường mất hết niềm tin và hoảng loạn bán tháo. Như Sir John Templeton đã từng nói, thị trường đầu cơ sinh ra trong sự ảm đạm, lớn lên bằng hoài nghi, phát triển nhờ vào lạc quan và chết đi trong thỏa mãn. Với điều kiện thị trường như hiện tại, liệu đây có phải chính là thời điểm mọi thứ bắt đầu hình thành và sẽ phát triển trong tương lai? Hay đây chỉ là những chiêu thức xén lông cừu nổi tiếng của giới siêu giàu đã được đồn thổi từ lâu? Xin mời các bạn hãy cùng các chuyên gia từ CryptoLitVN tìm hiểu chuyên sâu hơn xung quanh những sự kiện thú vị này ngay trong video sau đây nhé. Coinbase có dấu hiệu khủng hoảng thanh khoản. Theo Business Insider, trong thời gian vừa qua, Coinbase đã tạm dừng các chương trình tặng thưởng liên kết cho người dùng, một hình thức affiliate marketing. Tưởng chừng đây chỉ là một sự kiện đơn lẻ, nhưng ông Herb Ruckert đến từ CoinGeek đã cho biết, hành động trên của Coinbase cộng với một số dấu hiệu về sự luân chuyển của dòng tiền trên nền tảng đã chỉ ra rằng Coinbase đang gặp khó khăn trong mùa downtrend khi phải trả thưởng vì lưu lượng người dùng truy cập vào nền tảng và rất có khả năng khủng hoảng thanh khoản đang dần được hình thành. Theo đó, CryptoQuan cũng đã phát hiện ra có đến 50% lượng stablecoin đã bị rút dòng khỏi nền tảng Coinbase. Lượng tiền tương đương với tỷ lệ rút này đạt tới 248 triệu đô la. Nếu so sánh tỷ lệ rút dòng này với Binance, thì Binance chỉ dao động có 1% tổng số stablecoin đang lưu giữ. Hồi đầu năm 2022, tổng số stablecoin trên Coinbase đạt vào khoảng 1,2 tỷ đô. Tuy nhiên, tính đến hôm nay thì con số này hiện chỉ còn 284 triệu đô, tương đương tỷ lệ giảm hơn 76%. Cú sập domino hay cơ hội đầu tư đã hình thành sau một loạt các tổ chức lớn trong ngành crypto tuyên bố phá sản như Celsius, Voyager. Việc Coinbase đối mặt với khủng hoảng thanh toán được xem là một sự kiện sụp đổ liên hoàn theo kiểu domino. Khi một tổ chức lớn phá sản, các tổ chức có liên quan bắt đầu bị ảnh hưởng và không thể thoát ra khỏi khủng hoảng, dẫn tới sự sụp đổ liên hoàn có hệ thống. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác, đây cũng có thể được xem là cơ hội chuẩn bị mua vào của những nhà đầu cơ ẩn danh. Họ được xem là giới tinh hoa siêu giàu. Theo lời đồn đoán thì họ sở hữu tới 90% tài sản trên thế giới. Họ thường dự trữ những khoản tiền mặt rất lớn, chờ đợi các cú sập của thị trường và họ sẽ mua vào các lớp tài sản tiềm năng. Trong thị trường tài chính, giới tinh hoa sau khi chuyển dịch dòng tiền lớn vào các thị trường tiềm năng, họ sẽ tạo các thông tin vĩ mô, kích thích tâm lý toàn thế giới và lôi kéo dòng tiền đổ vào thị trường. Khi số tiền đã đạt tới một khối lượng tài sản nhất định, họ sẽ bán ra và thoát khỏi thị trường, gia tăng tài sản và lại tiếp tục vòng quay đầu cơ. Các kế hoạch đặc biệt này được giới đầu tư gọi là hành vi xén lông cừu. Vậy còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về thuyết âm mưu này? Hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video thú vị, các bạn hãy like, share và subscribe ngay kênh tin tức của CryptoLitVN để được liên tục cập nhật những thông tin thị trường crypto mới nhất. Và đó là tất cả bản tin nóng của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đọc báo cùng CryptoLitVN, nâng cao kiến thức crypto.